Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay thứ ba, ngày 25 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự đặc biệt này, chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng để phản ánh về hội nghị phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ gồm 7 tỉnh thành phố là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Vĩnh Phúc và Bắc Ninh do Chính phủ tổ chức dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Tiếp đến là các tin tức tỉnh Hưng Yên đẩy mạnh thực hiện đề án mỗi xã một sản phẩm. Cần nhân rộng diện tích trồng dưa lưới bằng công nghệ cao. Gia đình ông Dương xã Hồng An huyện Kim Động làm giàu từ nuôi bò sữa. Hai vận động viên của tỉnh Hưng Yên giành 6 huy chương tại giải đua thuyền trẻ Đông Nam Á. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì Hội nghị phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, tập trung bàn các giải pháp nhằm thúc đẩy kinh tế vùng phát triển. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Tiến Sĩ. Cùng dự có lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương. Đại diện Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, Cơ quan Phát triển Pháp AFD, các chuyên gia, nhà khoa học, các trường đại học, viện nghiên cứu, lãnh đạo một số doanh nghiệp. Về phía tỉnh Hưng Yên, có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, lãnh đạo 10 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh. Trước khi vào hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ ngành địa phương đã tham quan một số gian hàng tiêu biểu của tỉnh Hưng Yên được trưng bày tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá về lợi thế phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ gồm 7 tỉnh thành là thành phố Hà Nội, Hải Phòng, các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương và Hưng Yên có lợi thế hơn hẳn các vùng kinh tế khác, nhất là hạ tầng có sự chuyển biến quan trọng, tạo lợi thế cho các lĩnh vực khác. GDP bình quân đầu người gấp 1,85 lần so với bình quân chung cả nước. Đặc biệt, 7 trên 7 tỉnh, thành phố trong vùng đều có điều tiết ngân sách về trung ương. Gần 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và tỷ lệ nghèo thấp nhất cả nước chỉ còn 2% theo chuẩn nghèo đa chiều. Năm 2014, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, trong đó xác định đây là trung tâm chính trị kinh tế văn hóa và khoa học kỹ thuật cả nước, là tâm điểm hội tụ nguồn lực và nguyên khí quốc gia, địa bàn hội nhập và giao thương của cả nước với khu vực và quốc tế. Đến nay, quy mô kinh tế vùng đứng thứ hai cả nước với gần 32% GDP. Mục tiêu đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 5.500 đô la Mỹ, tỷ lệ đô thị hóa từ 50 đến 57%. Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ có hạ tầng giao thông hiện đại và đồng bộ với nhiều tuyến cao tốc kết nối với các tỉnh phía Bắc, có 3 sân bay là Nội Bài, Cát Bi, Vân Đồn, có cảng biển quốc tế Lạch Huyện, cảng Cái Lân. Dù đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội, nhưng vùng vẫn còn gặp một số khó khăn tồn tại, trong đó ngành dịch vụ đang là mũi nhọn phát triển vùng, nhưng tăng trưởng chưa bền vững. Tất cả các tỉnh của vùng đều định hướng phát triển công nghiệp điện tử, phần cứng, nhưng chỉ có Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh đã thu hút được vốn đầu tư nước ngoài. Song các doanh nghiệp này cũng mới dừng lại ở gia công, lắp ráp với giá trị gia tăng thấp, việc phát triển các trung tâm nghiên cứu còn hạn chế. Bên cạnh đó, hiện 65% vốn FDI trong vùng tập trung vào các ngành tận dụng nhân công giá rẻ, không lôi kéo được các doanh nghiệp trong nước tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Thu ngân sách thời gian qua tăng, nhưng thu nội địa và tổng thu đều thấp hơn mức bình quân chung cả nước. Số doanh nghiệp đăng ký mới của vùng đứng thứ hai cả nước, nhưng quy mô lại nhỏ. Các ý kiến tại hội nghị tập trung phân tích làm rõ những điểm mạnh và các hạn chế trong quy hoạch, liên kết vùng và đề xuất nhóm giải pháp để phát triển các tỉnh, thành phố gắn với phát triển vùng trong thời gian tới, như các địa phương cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn hiện nay về cơ chế, quy hoạch, cơ sở hạ tầng. Trong đó, ngân sách nhà nước không đủ nguồn lực thì phải huy động từ tư nhân. Muốn vậy, phải tháo gỡ cơ chế để thu hút vốn đầu tư, cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ hơn để tạo sức hấp dẫn cho vùng. Cần xây dựng quy hoạch tổng thể với tầm nhìn dài hạn, tích hợp đa ngành đối với sự phát triển của vùng, quy hoạch lại vùng trên một tầm nhìn mới. Trong đó,
phát triển từng tỉnh thống nhất với quy hoạch và chiến lược phát triển toàn vùng, gắn với vai trò đầu tàu hạt nhân của Hà Nội và tam giác phát triển Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Ngoài ra, xây dựng các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ trong lĩnh vực điện, điện tử, điện thoại di động, lắp ráp ô tô, trong đó ưu tiên các loại hình dịch vụ cao cấp, công nghệ thông tin, có hàm lượng tri thức, dịch vụ có giá trị gia tăng cao, chuyển giao công nghệ, tiếp tục khuyến khích mô hình doanh nghiệp đổi mới sáng tạo khoa học và công nghệ, kết nối theo chuỗi giá trị với các doanh nghiệp quốc tế, đón đầu khai thác sử dụng những thành tựu công nghệ của cách mạng công nghiệp 4.0, tăng cường ứng dụng công nghệ mới trong đa dạng các loại hình dịch vụ như y tế, thanh toán, giáo dục, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các địa phương để quản lý tài nguyên, giải quyết ô nhiễm môi trường, trong đó tập trung các hạn chế trong quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất và cho thuê đất, giải quyết triệt để ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp, làng nghề và tại các lưu vực sông. Tham luận tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng đề cập tỉnh Hưng Yên đã phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, tỉnh, thành phố, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ trong các hoạt động điều phối, phát triển liên kết vùng và đạt được kết quả nổi bật như ký kết và thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác với thành phố Hà Nội và các tỉnh trong vùng, tạo đất sạch cho các doanh nghiệp, dành đất cho phát triển đô thị Hà Nội di rời về Hưng Yên đầu tư, đã cung cấp tốt các sản phẩm nông nghiệp như lương thực, thực phẩm, rau, củ quả, cây hoa, cây cảnh an toàn, chất lượng cao cho vùng, nhất là cho thủ đô. Hỗ trợ đầu tư hoàn thành nhiều công trình giao thông quan trọng, tác động lan tỏa tới sự phát triển liên vùng như đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, đường liên tỉnh Hưng Yên Hà Nội, đường đê tả sông Hồng, sông Luộc, đường nối cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình và cầu Hương Hà. Tích cực phối hợp thực hiện liên kết đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu cán bộ y tế, hỗ trợ chuyển giao công nghệ, xây dựng mô hình bệnh viện vệ tinh của các bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức. Thực hiện có hiệu quả trong liên kết đào tạo đại học, đào tạo nguồn nhân lực để Hưng Yên phát triển mạnh trong vùng thời gian tới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng kiến nghị. Một là sớm lập và phê duyệt quy hoạch vùng, đồng thời khẩn trương tháo gỡ những bất cập trong các văn bản luật, nhất là luật quy hoạch, luật đất đai, luật đầu tư, luật quản lý sử dụng tài sản công, luật đô thị, luật xây dựng, nhằm huy động nguồn lực của các tập đoàn kinh tế lớn có nguồn tài chính để giải phóng mặt bằng, tạo đất sạch để đấu giá xây dựng đô thị hiệu quả và tạo được nguồn lực lớn cho đầu tư hạ tầng liên vùng, tạo động lực phát triển trong vùng. Phê duyệt bổ sung khu công nghiệp đô thị dịch vụ Lý Thường Kiệt vào quy hoạch khu công nghiệp Việt Nam, mở rộng khu công nghiệp Thăng Long 2, hiện nay các nhà đầu tư trong và ngoài nước đang mong mỏi chính phủ phê duyệt các khu công nghiệp trên, trong khi quy hoạch sử dụng đất đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đề nghị phân quyền chủ động cho tỉnh trong việc điều chỉnh quy hoạch khu đại học Phố Hiến để rút ngắn thời gian chuẩn bị và thực hiện các dự án đầu tư ở khu vực này. Hai là hỗ trợ tạo điều kiện cho Hà Nội và Hưng Yên triển khai dự án xây dựng đường vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, dự án đường vành đai 4 và cầu Mễ Sở, cầu Đông Ninh kết nối với tỉnh Hưng Yên với các tỉnh, các huyện, thị, quận của phía nam thành phố Hà Nội và đường Tây Bắc, đường gom cao tốc Hà Nội Hải Phòng từ cầu Thanh Trì đến quốc lộ 39A. Cho phép thi công giai đoạn 2 dự án đường nối đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng với đường cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình từ nguồn vốn dư của dự án cầu Hưng Hà, do đường mới thông xe có 6 tháng nhưng mật độ xe đã vượt thiết kế 5 lần. Tiếp tục đầu tư nút giao khắc mức đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng với quốc lộ 38 tại Hưng Yên tiếp giáp với tỉnh Hải Dương để kết nối các khu công nghiệp, đô thị và phát triển trong vùng. Bổ sung vốn để tiếp tục đầu tư dự án đường nối cao tốc quốc lộ 5 với đường vành đai 5, đường ven biển kết nối giữa thủ đô Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam. Phê duyệt danh mục dự án của tỉnh sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi Office, dự án xây dựng đường trục Bắc Nam tỉnh Hưng Yên kết nối với tỉnh Bắc Ninh và dự án kết nối 3 đô thị lớn của tỉnh Hưng Yên là thành phố Hưng Yên, thị xã Mỹ Hào và Văn Giang. Ba là đề nghị ban chỉ đạo hội đồng điều phối phát triển vùng có kế hoạch và phân công nhiệm vụ các tỉnh thực hiện hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường như cấp phép xả thải vào nguồn nước, xử lý nước thải, đặc biệt là xả thải vào hệ thống sông Bắc Hưng Hải được hiệu quả. Đề nghị các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, tỉnh Hưng Yên có trên 165 di tích đặc biệt và di tích quốc gia, có bảo vật quốc gia và nhiều vườn sinh thái, nhiều vườn và làng hoa đẹp, nhiều loại quả đặc sản nổi tiếng, có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm.
Hưng Yên mong muốn các tỉnh, thành phố trong khu vực phối hợp triển khai kế hoạch chương trình quảng bá xúc tiến đầu tư, tổ chức các tour du lịch liên vùng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và văn hóa ngày một hiệu quả. Phát biểu tại hội nghị, các Phó Thủ tướng Chính phủ kiến nghị để vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ phát triển, các địa phương đặc biệt chú ý đến môi trường, phát triển du lịch, quy hoạch vùng với các tỉnh lân cận và các tỉnh giáp Trung Quốc, các tỉnh có biển, tạo nguồn thu bền vững, phát triển đô thị thông minh có tổng thể chiến lược để đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, gắn xây dựng chính quyền điện tử với cải cách thủ tục hành chính, tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh cho nhà đầu tư. Không gian phát triển vùng không chỉ quá chú trọng về kinh tế, mà coi trọng con người, chú ý đến ý thức công dân, đạo đức xã hội, môi trường trong lành. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những đóng góp của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ trong bức tranh kinh tế chung của cả nước, nổi bật về truyền thống văn hiến, từ đó tạo ra những thuận lợi trong đổi mới tư duy, nhất là về cải cách thủ tục hành chính, phát huy lợi thế để thu hút đầu tư, có hạ tầng giao thông thuận lợi, nguồn nhân lực qua đào tạo cao, giữ ổn định tình hình an ninh trật tự địa bàn. Từ đó, phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ và chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao, xây dựng nông thôn mới có nhiều khởi sắc. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, nhiều cách làm tại vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ rất đáng để nơi khác học tập. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, thì có những địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, đó là chưa hút nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghệ, công nghiệp vẫn còn nhỏ lẻ, chủ yếu là gia công, nên giá trị gia tăng chưa cao, nguồn thu tăng nhưng thu nội địa không cao, nông nghiệp tuy còn ít nhưng vẫn manh mún, ô nhiễm môi trường vẫn còn xảy ra ở một số địa phương. Về định hướng phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần phải tiếp tục giữ vững và phát huy hơn nữa vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và khoa học kỹ thuật của cả nước. Phấn đấu cùng vùng kinh tế trọng điểm Nam Bộ là hai đầu tàu, trung tâm kinh tế lớn nhất và phát triển năng động của cả nước. Cần phải có cơ chế thu hút đầu tư từ trung ương, địa phương, đầu tư xã hội và đặc biệt là đầu tư tư nhân. Hôm nay rất là hoan nghênh là rất nhiều tập đoàn kinh tế lớn của tư nhân cùng với kinh tế nhà nước có mặt ở đây. Chúng ta sẽ có một cái thể chế liên kết vùng, cơ chế phối hợp vùng, nghiên cứu thành lập hội đồng vùng, liên kết trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ rõ nét hơn. Mục tiêu phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc phải là đi đầu trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đi đầu trong ba đột phá chiến lược và đặc biệt là cơ cấu lại nền kinh tế. Trên tinh thần là phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo môi trường, nhất là khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, phải vùng này phải dùng trọng điểm trong phát triển. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành phối hợp với Viện Nghiên cứu và các địa phương làm rõ hơn mô hình tăng trưởng. Đó là kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh, làm tốt hơn dịch vụ logistics. Cần xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung trong cuộc cách mạng 4.0 là vùng có dân trí cao, nên cần phát huy giá trị văn hóa, con người, coi đây là thế mạnh, tiềm năng cần khơi dậy. Vùng của chúng ta là vùng có dân trí cao, cái nôi của đồng bằng Bắc Bộ, nên cần phát huy giá trị văn hóa, con người của vực này, coi đấy là một cái thế mạnh, một cái tiềm năng mà phải khơi dậy trong phát triển. Và đây cũng là mục tiêu vừa động lực cho sự phát triển. Vùng chúng ta cũng cần làm rõ hơn trong đột phá trong tăng trưởng xanh, như công nghệ cao, môi trường tốt. Tôi nói ví dụ như vùng chúng ta có phải đi đầu trong việc không có rác thải nhựa không? Mà công chí làm việc này như đây hôm nay thì tôi rất quan ngay Hưng Yên là sử dụng cái bình nước thủy tinh ấy, có phải đi đầu đấy không? Hay chúng ta đi chậm hơn cái đấy? Trời ơi, đi đâu thấy ni lông bay khắp ấy, vùng Bắc Bộ này có phải vùng kinh tế trọng điểm có thực hiện cái đấy không? Hay là vấn đề đô thị thông minh, đặc biệt là khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo như tôi nói trên, mà nhất là phải làm tốt hơn dịch vụ logistics, bởi vì chúng ta chỉ có một cảng biển nước sâu duy nhất là Hải Phòng Lịch Quyện, thì vấn đề này cần phải được tổ chức tốt hơn. Chúng ta quan tâm đến phát triển đô thị là một động lực, nhưng tiếp tục xây dựng nông thôn mới. Chính vì vậy mà tôi đề nghị
các đồng chí ở vùng này của chúng ta cần sớm thúc đẩy đầu tư mạnh mẽ hơn trong xây dựng nông thôn mới và tiến tới xây dựng nông thôn kiểu mẫu ở khu vực này. Chúng ta có điều kiện làm điều đó, và làm điều đó tốt cũng là một cái định hướng xã hội chủ nghĩa quan trọng trong phát triển bền vững ở khu vực vùng tây trọng điểm. Các đồng chí cũng đề cập mạnh mẽ hơn đến việc đào tạo nguồn nhân lực, vai trò của trường đại học trong phát triển. Rồi rất chú trọng hơn nữa với đặc điểm mà tôi nói tồn tại ở trên, đó là môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, áp dụng pháp luật ở đây, và vấn đề chống tham nhũng lãng phí đối với khu vực chúng ta rất quan trọng. Đảng phải nêu gương và đi đầu trong công cuộc ấy, các địa phương phải đi đầu trong công cuộc ấy để tạo nên cái môi trường đầu tư thông thoáng thuận lợi cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp cho sự phát triển. Các đồng chí cũng đề cập đến giữ vững an ninh trật tự, chống buôn lậu, gian lận thương mại, kết nối hai hành lang một vành đai. Đặc biệt vùng này có Quảng Ninh là cửa khẩu, đường ra rất quan trọng. Ở đây cũng là cái điều mà chúng ta cần phải tăng cường quan hệ và đồng thời kiểm soát tốt. An ninh trật tự bây giờ đối với người dân là quan trọng. Mục tiêu cuối cùng là an toàn cho người dân, nâng cao đời sống vật chất tinh thần người dân. Thì chúng ta không chỉ lo kinh tế mà lo vấn đề xã hội, lo vấn đề an toàn cho người dân rất quan trọng. Thì với chức năng là vùng kinh tế trọng điểm, chứ không phải chỉ lo kinh tế không. Đấy. Cuối cùng là các đồng chí đang nói về thể chế điều hành và mô hình vùng. Thì chúng tôi tiếp thu ý kiến của nhiều đồng chí, chúng tôi sẽ nghiên cứu và giao cho Bộ Kế hoạch Đầu tư làm việc với các cơ quan có liên quan đề xuất mô hình cụ thể để báo cáo với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Các đồng chí có nêu về các loại hình doanh nghiệp thì tôi cũng nói thôi thêm phần này thôi. Chúng ta đang nói đến cái vai trò của tư nhân rất quan trọng. Vai trò doanh nghiệp nhà nước cần đóng vai trò hiện nay đối với phát triển. Ví dụ một số vấn đề lớn như điện, như là cảng biển, như một số hệ thống giao thông trụ cột, bên hình thức, các bên cạnh các hình thức đầu tư PPP v.v. Thì các loại hình về hợp tác xã cũng như là các cái dịch vụ mà nhà nước không cần nắm, cần phải phát triển tốt hơn để nó cái ý thức của người dân, hay là một số cái việc mà nhà nước không cần làm thì cũng xử lý được những vấn đề bức xúc hiện nay. Hôm nay, hơn 12.400 thí sinh trong tỉnh bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2019. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2019 tỉnh, đã tới kiểm tra công tác thi tại một số điểm thi trên địa bàn tỉnh. Tới kiểm tra tại điểm thi Trung học Phổ thông Văn Giang và Trung học Phổ thông Dương Quảng Hàm, đồng chí Nguyễn Duy Hưng yêu cầu các điểm thi phải thực hiện tốt các nội quy quy chế thi trong mọi khâu, đảm bảo camera giám sát phòng chứa đề thi và bài thi hoạt động 24/24 giờ, tiếp tục đảm bảo cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Theo đánh giá của nhiều giáo viên học sinh, đề thi bám sát chương trình học nhưng không dễ để thí sinh đạt được điểm cao do có tính phân loại thí sinh, đòi hỏi có sự liên hệ sát với cuộc sống hiện tại, không nặng về kiến thức sách vở đã học. Trong ngày thi đầu tiên, thí sinh thi hai môn ngữ văn và toán. Toàn tỉnh có 38 thí sinh vắng mặt trong hai buổi thi. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thực hiện đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025, viết tắt là chương trình OCOP, các địa phương trong tỉnh đã thực hiện rà soát được 145 sản phẩm chủ lực có thế mạnh của mỗi địa phương trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tỉnh ta đã đánh giá và chọn lọc 72 sản phẩm chủ lực độc đáo mang đậm nét đặc trưng của mỗi địa phương để hỗ trợ phát triển theo chương trình OCOP. Cụ thể, huyện Khoái Châu có 22 sản phẩm, huyện Kim Động 21 sản phẩm, thành phố Hưng Yên có 19 sản phẩm. Các huyện Văn Lâm, Yên Mỹ, Mỹ Hào, Văn Giang, Ân Thi, Tiên Lữ, Phù Cử, bình quân mỗi huyện có từ 10 đến 14 sản phẩm.
Các sản phẩm được chọn lọc chủ yếu thuộc 5 nhóm dịch vụ chính như thực phẩm, đồ uống, thảo dược, vải may mặc và nội thất lưu niệm. Mục đích thực hiện chương trình OCOP là nhằm phát triển sản phẩm hàng hóa theo chuỗi giá trị, gắn các tổ chức sản xuất với sản phẩm, phát huy lợi thế thế mạnh của địa phương, đưa nông dân chủ động hội nhập và tiếp cận kinh tế thị trường, góp phần nâng cao chất lượng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Nhằm nhanh chóng đưa kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường, từ năm 2016, tỉnh Hưng Yên đã triển khai mô hình ứng dụng công nghệ cao để trồng dưa vàng, dưa lưới, phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng giai đoạn 2017-2020. Đến nay, mô hình đã cho hiệu quả kinh tế cao, được thị trường ưa chuộng. Được sự hỗ trợ một phần kinh phí xây dựng nhà lưới và hướng dẫn kỹ thuật trồng chăm sóc dưa lưới, gia đình anh Bùi Văn Phương, thôn An Cầu, xã Tống Chân, huyện Phù Cừ đã mạnh dạn đầu tư 3.000 m2 nhà lưới để trồng giống dưa lưới công nghệ cao. Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả. Hiệu quả từ trồng dưa lưới nó sẽ hơn hẳn các cái loại cây khác nếu mà cùng với cái mục đích là đầu tư công nghệ cao. Với 1.000 m2 nhà lưới để trồng dưa lưới thì một năm tối thiểu nhất cũng cho lãi khoảng 120 triệu đồng. Để tạo tiền đề cho bà con ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, ngoài tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tỉnh đã hỗ trợ một phần kinh phí cho một số chủ hộ có điều kiện và nhu cầu trồng dưa vàng, dưa lưới công nghệ cao. Hiện dự án đã triển khai được trên 8.000 m2. Ngoài ra, nhiều hộ dân tại địa bàn các huyện Phù Cừ, Tiên Lữ, Kim Động, Khoái Châu cũng đầu tư áp dụng khoa học kỹ thuật, mở rộng diện tích trồng dưa lưới công nghệ cao. Năng suất trung bình 100 tấn một hecta một năm, thu nhập trên 2,5 tỷ đồng một hecta một năm, khả năng thu hồi vốn cao sau 2 đến 3 năm, cao gấp nhiều lần so với trồng cây màu. Sản phẩm sau này chúng ta đưa ra ví dụ cây dưa vàng, dưa lưới này chẳng hạn là sản phẩm nó rất an toàn và thị trường hiện nay tiêu thụ là rất là ổn định. Và thứ hai là nó mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tuyên truyền để mở rộng cái diện tích sản xuất dưa vàng, dưa lưới này giúp nông dân nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp. Trồng dưa vàng, dưa lưới ứng dụng công nghệ cao trong nhà màng làm tăng năng suất, giảm chi phí lao động, phân bón, giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, tăng chất lượng quả, đặc biệt tránh được tác động bất thuận của thời tiết so với trồng ngoài đồng ruộng. Hiệu quả đem lại cao, đây sẽ là cơ sở để nhiều bà con nông dân trên địa bàn tỉnh ứng dụng và mở rộng diện tích trồng dưa lưới công nghệ cao. Với việc tích lũy kinh nghiệm kỹ thuật nuôi bò sữa gần 20 năm, đến nay ông Phạm Thế Dương, xã Hồng An, huyện Kim Động là một trong những hộ có tổng đàn bò sữa nhiều nhất huyện, đạt doanh thu hơn 1 tỷ đồng mỗi năm. Ban đầu gia đình ông nuôi vài con, nhận thấy hiệu quả kinh tế từ đàn bò sữa đem lại, đến nay tổng đàn đã phát triển lên hơn 40 con. Trong chăn nuôi bò sữa, ông đặc biệt quan tâm đến việc phòng trừ dịch bệnh, sử dụng máy băm cỏ, máy phát sữa để tăng hiệu quả. Bê con tách mẹ sau thời gian nuôi từ 30 đến 36 tháng sẽ cho khai thác sữa, trung bình mỗi con cho thu từ 18 đến 30 kg sữa một ngày, tùy theo chất lượng sữa, giá bán từ 9 đến 14.000 đồng kg. Không chỉ chủ động liên kết với doanh nghiệp thu mua sữa cho gia đình mình, ông Dương còn giúp các hộ nuôi bò sữa tại địa phương và vùng lân cận ký kết hợp đồng tiêu thụ sữa với doanh nghiệp nên giá bán luôn ổn định. Những năm qua, câu lạc bộ cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi huyện Tiên Lữ đã liên kết giúp đỡ nhiều hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Câu lạc bộ cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi huyện Tiên Lữ được thành lập từ năm 2008 với 60 thành viên tham gia. Ngành nghề chủ yếu của các thành viên là phát triển trang trại, gia trại, các tổ chức sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Với mục đích đoàn kết giúp đỡ nhau về giống vốn, từ năm 2015 đến nay, câu lạc bộ cùng các cấp hội cựu chiến binh của huyện vận động được 2 tỷ đồng hỗ trợ cho hội viên vay vốn cùng hàng nghìn cây con giống các loại, tổ chức định kỳ các buổi giao lưu chuyển giao khoa học kỹ thuật tới các thành viên. Nhờ đó các mô hình phát triển bền vững, nhiều mô hình cho thu lãi trên 300 triệu đồng mỗi năm như mô hình VAC của cựu chiến binh Nguyễn Hữu Trấn, xã Đức Thắng, mô hình sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ của cựu chiến binh Lương Văn Tâm, xã Nhật Tân. Hưởng ứng phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, thực hiện phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, những năm qua, Hội Phụ nữ xã Bình Minh, huyện Khoái Châu đã có nhiều mô hình hay và đưa vào thực hiện, trong đó điển hình có mô hình khu dân cư 503 sạch tại thôn Đa Hòa đã đem lại hiệu quả thiết thực. Hội Phụ nữ xã Bình Minh hiện có gần 2.000 hội viên, trong đó có 1.800 hội viên thực hiện tốt mô hình 503 sạch do Trung ương Hội đề ra.
nhận thức rõ ý nghĩa tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường đối với phát triển kinh tế và chất lượng cuộc sống cho khu dân cư, những năm qua công tác bảo vệ môi trường của hội luôn được chú trọng và đi vào nề nếp. Sau gần 4 năm đưa vào thực hiện, 2 tuần một lần, hội phụ nữ xã lại tập trung vệ sinh môi trường, thu gom rác trên các tuyến đường của thôn. Bên cạnh đó, hội cũng thường xuyên tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình, dinh dưỡng cho trẻ em, qua đó khẳng định được vai trò của hội trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Giải đua thuyền vô địch và vô địch trẻ Đông Nam Á năm 2019 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 6. Tỉnh Hưng Yên có 2 vận động viên tham gia thi đấu và giành được 6 huy chương. Trong đó, vận động viên Nguyễn Văn Trung là vận động viên đội tuyển canoeing tham dự 3 nội dung và giành 2 huy chương vàng nội dung thuyền đôi nam và thuyền 4 nam ở cự ly 1.000m và 400m. Vận động viên Lưu Hoàng Dương là vận động viên đội tuyển trẻ tham dự 4 nội dung và giành 4 huy chương, trong đó có 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng ở các nội dung thuyền đôi nam, thuyền 4 nam ở các cự ly 1.000m, 400m và 200m. Giải thu hút hơn 100 vận động viên đến từ 7 quốc gia Đông Nam Á có phong trào rowing mạnh là Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Giải là dịp để các quốc gia ASEAN duy trì và phát triển lực lượng vận động viên rowing chuẩn bị tham gia thi đấu tại các giải đấu lớn của khu vực và quốc tế. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.